Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đang xem chương trình thời sự ngày hôm nay do đội ngũ ban biên tập Sài Gòn News thực hiện. Kính chúc quý ông bà, cô chú và anh chị em luôn được khỏe mạnh, được bình an và luôn luôn hạnh phúc. Trước khi bắt đầu chương trình, đội ngũ Sài Gòn News mong quý vị bấm like, bấm chia sẻ video này giúp kênh lan tỏa tới nhiều quý khán thính giả hơn nữa. Và mong quý vị bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ bản tin nóng hàng ngày. Và sau đây là những nội dung chính có trong chương trình hôm nay. 16 tổng trưởng lý đảng Cộng hòa tuyên chiến với Merrick Garland, quyết không để hắn cùng Joe Biden gian lận bầu cử 2024. Hàng triệu cử tri Latin ủng hộ Tổng thống Trump với quan điểm dân túy về di cư, tiền bạc, tội phạm. Tỷ phú Elon Musk đưa ra cảnh báo nóng về nguy cơ khủng bố ở Mỹ do khủng hoảng nhập cư. Và sau đây là phần tin chi tiết. Kính thưa quý khán thính giả, một nhóm tổng trưởng lý ban thuộc đảng Cộng hòa đang phản đối những bình luận của Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Merrick Garland về việc sử dụng bộ tư pháp để can thiệp vào luật bầu cử của bang. Bộ trưởng Tư pháp bang Indiana Todd Rokida, trong một lá thư được ủng hộ bởi 15 tổng trưởng lý đảng Cộng hòa khác, bao gồm Ken Baston ở Texas và Liz Muriel ở Louisiana, đã tuyên bố rằng những bình luận của ông Garland là đáng lo ngại. Ông Rokida viết, trong bài phát biểu của mình, ông đã tuyên bố rằng nền dân chủ đang bị tấn công bởi những hạn chế về sự phân biệt khi tiếp cận lá phiếu. Để đáp lại những cáo buộc này, ông đã thông báo rằng ông tăng gấp đôi số lượng luật sư trong bộ phận dân quyền và thành lập lực lượng đặc nhiệm đe dọa bầu cử của Bộ Tư pháp, báo hiệu ý định xâm phạm quyền lực của các bang chúng tôi. Ông Rokida gọi đây là vũ khí hóa Bộ Tư pháp được thúc đẩy bởi quan điểm cá nhân của ông Gallin mà ông gọi là mối đe dọa nghiêm trọng đối với các nguyên tắc của chủ nghĩa liên bang và phân chia quyền lực cũng như đối với nền dân chủ và pháp quyền. Trong thư, ông Trukider cho biết, Hiến pháp Hoa Kỳ quy định rõ ràng về việc giao quyền bầu cử cho các đại diện được bầu của các bang đó. Ông viết, bất kỳ sự phản đối nào đối với những nhiệm vụ này sẽ làm suy yếu hiến pháp, luật pháp và trật tự của chúng ta, và chúng tôi nghĩ nhận xét của ông làm suy yếu những nguyên tắc này. Ông Galen nói với khán giả tại nhà thờ Tabernacle Baptist rằng bộ tư pháp của ông đang thách thức các luật của tiểu bang mà ông cho rằng đang đặt ra những hạn chế không cần thiết đối với cử tri da đen. Ông cho biết cử tri da đen bị tước quyền bầu cử do những hạn chế này đối với việc bỏ phiếu qua thư, việc sử dụng hộp đựng phiếu và ID cử tri. Ông Rokida giải quyết tuyên bố của ông Galen về luật ID cử tri, nói rằng trái ngược với tuyên bố của ông Galen rằng luật này có tính phân biệt đối xử, họ nghiêm cấm hành vi gian lận cử tri. Ông Rokida nói, với những trường hợp gian lận cử tri lặp đi lặp lại, Bộ Tư pháp nên ủng hộ những luật này và khuyến khích việc thực thi chúng. Các cá nhân được yêu cầu sử dụng ID để chứng minh danh tính khi lái ô tô, lên máy bay, mua thuốc lá hoặc mua rượu và không có yêu cầu nhận dạng nào trong số này được coi là phân biệt đối xử hoặc gánh nặng. Yêu cầu ID để bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử cũng như vậy. Sau đó, ông chỉ ra tuyên bố của ông Gaulin rằng các bang đã áp đặt những hạn chế không cần thiết đối với hộp bỏ phiếu và bỏ phiếu qua thư. Ông cho biết có nhiều rủi ro bảo mật tồn tại với các hộp bỏ phiếu và bỏ phiếu qua thư và những phương thức bỏ phiếu này đã dẫn đến sự gia tăng gian lận bầu cử. Sau đó, ông lên án bình luận của ông Galen cho rằng đạo luật về quyền bầu cử, VRA, đã bị luật pháp làm suy yếu. Ông nói, tuyên bố này thực sự không chính xác. Khi VRA được ban hành vào năm 1965, một số khu vực pháp lý hạn chế đã yêu cầu liên bang giám sát luật bầu cử của các bang để chống lại sự phân biệt đối xử. Mục đích ban đầu của VRA là đảm bảo rằng quyền của người Mỹ không bị xâm phạm tại thùng phiếu dựa trên chủng tộc của họ. Tuy nhiên, ông nói, quyền bầu cử đang bị tấn công bởi các quan chức dân cử cấp tiến, những người đang cho phép những người nước ngoài bất hợp pháp bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử. Ông nói, các bộ trưởng tư pháp của các bang phải bảo vệ luật pháp của mình. Điều quan trọng nhất là trong thời điểm mà chính sách biên giới của chính quyền Biden khiến họ dễ bị xâm phạm và vi phạm chủ quyền. Ông cũng cho rằng việc mở rộng các luật sư liên bang trong bộ phận bỏ phiếu của ban dân quyền, của Bộ Tư pháp và lực lượng đặc nhiệm bầu cử, cho thấy sự can thiệp của liên bang đi ngược lại những gì một nước Cộng hòa lập hiến phải hướng tới. Ông Rokhida cho biết, ông Garland chỉ quan tâm đến việc sử dụng Bộ Tư pháp để xây dựng cuộc bỏ phiếu của đảng Dân Chủ. Hàng triệu cử tri Latin ủng hộ Tổng thống Trump với quan điểm dân túy về di cư, tiền bạc, tội phạm. Kính thưa quý vị, theo một cuộc thăm dò của Ipsos công bố ngày 9 tháng 4, cử tri Mỹ gốc Latin thích các chính sách di cư theo chủ nghĩa dân túy của Tổng thống Donald Trump hơn các chính sách lao động giá rẻ của Joe Biden. Cuộc thăm dò báo cáo rằng, 42% người Latin ủng hộ bức tường biên giới và 38% ủng hộ việc buộc người di cư phải trở về quê hương của họ, bất chấp sự đồng cảm ủng hộ người di cư trong chính gia đình và khu vực lân cận của họ. Những con số thăm dò này cao hơn nhiều so với tháng 12 năm 2021, khi chỉ 30% người Latin ủng hộ bức tường và 28% ủng hộ việc trục xuất. 64% ủng hộ trao cho Tổng thống quyền đóng cửa biên giới Hoa Kỳ nếu có quá nhiều người di cư đang cố gắng vào đất nước. Cuộc thăm dò cho biết, khoảng 1 phần tư nói rằng cải thiện an ninh biên giới 24% hoặc cải cách hệ thống nhập cư 26% nên là ưu tiên quan trọng nhất đối với chính phủ. Những con số này có thể đánh giá thấp sự ủng hộ của người Mỹ Latin đối với các chính sách của Trump. Cuộc thăm dò khảo sát người lớn, không chỉ công dân hoặc cử tri có khả năng. Chỉ có 835 trong số 1.080 người trả lời trong cuộc thăm dò có khả năng bỏ phiếu. Cuộc thăm dò trùng khớp với nhiều cuộc thăm dò khác và cũng cho thấy người Latin quan tâm sâu sắc đến các vấn đề tội phạm và túi tiền ở địa phương, lạm phát và việc làm giống như nhiều người Mỹ khác. Theo cuộc thăm dò, những mối quan tâm chủ đạo đó cũng giúp ích cho điểm số của Trump. Khi được hỏi ai là người tốt hơn cho nền kinh tế Mỹ, người Latin thích Trump 42%, hơn Biden 20%. Về tội phạm và an toàn công cộng, Trump 31%, cũng vượt trội hơn Biden 20%. Nhưng cuộc thăm dò cũng cho thấy, hầu hết người Latin nghiêng về các chính sách chính phủ lớn của đảng Dân Chủ, đặc biệt là những người có thu nhập thấp hơn. Tuy nhiên, họ cũng ủng hộ các chính sách dân túy của Trump hơn là các chính sách ưu tiên doanh nghiệp do phe thành lập đang thu hẹp nhanh chóng của đảng Cộng hòa thúc đẩy. Phản ứng về di cư và tiền bạc, cho thấy rằng sự ủng hộ mạnh mẽ đối với các chính sách di cư thấp của Trump có thể là một phản ứng hợp lý trước thiệt hại kinh tế do các chính sách di cư cao của Biden gây ra. Các chính sách của Biden đã mời ít nhất 7 triệu người di cư miền Nam, cộng với khoảng 4 triệu người nhập cư hợp pháp và nhân viên có thị thực, cạnh tranh với người Mỹ để giành việc làm, tiền lương, nhà ở và chỗ ngồi trong các trường K-12 đàng hoàng. Trận lục đó gây ra sự hỗn loạn và nghèo đói cho nhiều cộng đồng đang gặp khó khăn, bất kể chủng tộc hay sắc tộc. Cho đến nay, các ứng cử viên Đảng Cộng hòa phần lớn đã bỏ qua thiệt hại về túi tiền do việc di cư của Biden gây ra. Thay vào đó, họ đang sử dụng tình trạng di cư để thúc đẩy tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong số các cử tri cơ sở của Đảng Cộng hòa bằng cách tố cáo tội phạm, sự hỗn loạn và buôn lậu ma túy do chính sách của Biden gây ra. Tuy nhiên, một số đảng viên Đảng Cộng hòa đã bắt đầu thu hút các cử tri dao động, bao gồm cả những người Mỹ gốc Latin, bằng cách tố cáo những chi phí kinh tế và gánh nặng từ chính sách di cư của Biden, chẳng hạn như tình trạng nghèo đói lan trọng và gánh nặng gia tăng đối với chính quyền địa phương. Đảng Dân Chủ chắc chắn nhận ra tác động kinh tế của các chính sách di cư của họ, một phần là do những người ủng hộ họ ở phố Wall muốn giảm lương và tăng giá nhà đất. Trong khi tố cáo các chính sách ôn hòa của Trump là phân biệt chủng tộc, họ cũng cung cấp tiền của người nộp thuế để bù đắp thiệt hại cho túi tiền do chính sách di cư của họ. Ví dụ, vào ngày 9 tháng 4, Biden đã nói về chi phí nhà ở trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Univision tiếng Tây Ban Nha. Tỷ phú Elon Musk đưa ra cảnh báo nóng về nguy cơ khủng bố ở Mỹ do khủng hoảng nhập cư. Kính thưa quý vị, ông Elon Musk từng cảnh báo một cuộc tấn công khủng bố quy mô giống như ngày 11 tháng 9 năm 2001 có thể xảy ra ở Mỹ, trừ khi cuộc khủng hoảng ở biên giới phía Nam và dòng người di cư được giải quyết. Giám đốc điều hành Tesla và SpaceX đã đưa ra nhận xét này để phản hồi bài đăng trên X của cựu ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Doanh nhân và vẹt Ramaswamy, người đã kêu gọi trục xuất hàng loạt và phong tỏa biên giới Mỹ-Mexico. Ngay cả khi chỉ không phải một phần trăm người nước ngoài bất hợp pháp vượt qua biên giới của chúng ta có ý định thù địch, thì đó có nghĩa hàng chục nghìn kẻ sẽ tấn công. Ông Ramaswamy chỉ ra. Đồng thời gợi ý rằng trừ khi có sự chú ý đặc biệt đến vấn đề này, nếu không chúng ta đang mở đường cho một thảm kịch quy mô 11 tháng 9 khác. Ông mới phản hồi rằng chỉ là vấn đề thời gian trước khi một thảm họa như vậy xảy ra. Trước đó, tỷ phú này đã lập luận về khả năng những người di cư bất hợp pháp vượt qua biên giới Mỹ-Mexico và xin tị nạn mà không xuất trình bất kỳ giấy tờ tùy thân nào đã biến nước Mỹ thành nơi ẩn náu cho những tên tội phạm tồi tệ nhất thế giới. Tuyên bố của ông được đưa ra sau khi có báo cáo cho rằng tỷ lệ giết người ở Venezuela đã giảm xuống mức thấp nhất trong 22 năm. Một số người cho rằng điều này là do các băng đảng Venezuela chuyển đến Mỹ. Trong khi đó, một báo cáo của Politico công bố tháng 3 cho rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden đang xem xét cấp quyền thường trú cho hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp. Ông Musk đáp lại tin này bằng cách cáo buộc đảng Dân Chủ cố tình mở cửa biên giới phía Nam để nhập khẩu cử tri. Theo dữ liệu do Pew Research tổng hợp vào năm 2021, có khoảng 10,5 triệu người nhập cư bất hợp pháp sống ở Mỹ. Tuy nhiên, theo số liệu từ Bộ An ninh Nội địa, ít nhất 6,3 triệu người nữa đã tiến vào Mỹ trong những năm qua. Vào tháng 2, ông musk tuyên bố kế hoạch của ông biden nhằm giữ quyền lực cho đảng dân chủ là một kế hoạch rất đơn giản bao gồm việc bắt càng nhiều người bất hợp pháp trong nước càng tốt sau đó hợp pháp quá những người đó để tạo ra đa số vĩnh viễn tình trạng biên giới mỹ mexico đã trở thành một trong những vấn đề quan trọng của chính trị hoa kỳ năm qua khiến làn sóng nhập cư bất hợp pháp ngày càng nghiêm trọng các nhà lập pháp đảng cộng hòa đã yêu cầu kiểm soát chặt chẽ hơn và dành nhiều tiền hơn để giải quyết cuộc khủng hoảng biên giới thay vì viện trợ thêm cho ukraine